ACI. Chúng ta đã biết ACI là một công ty đa quốc gia có trụ sở chính ở Mỹ và các chi nhánh của nó thì ở hầu hết các quốc gia, có trên 100 quốc gia, và nhân viên của ACI thì có lẽ lên đến 315.000 nhân viên. Thì ACI là một công ty đa quốc gia nên là cái sản phẩm của ACI cũng là đa ngành nghề luôn, nhưng mà sản phẩm chính của ACI thì thuộc về cái ngành lĩnh vực là điện tử, cũng như là về các điện mặt trời, điện điều khiển trong công nghiệp tự động hóa, v.v. Thì biến tần cũng là một phân khúc nhỏ trong cái dòng sản phẩm của GE. Thì hôm nay mà model GE, biến tần GE mà Inno giới thiệu đó là biến tần có model là AV300i. Biến tần này là có công suất là 25 lửa tương ứng với 22 kW, và điện áp vào của biến tần này là 3 pha 2.2 cho đến 480V. Thì output của nó cũng là 3 pha từ 0 cho đến 480V, tương ứng với tần số có thể thay đổi từ 0 đến 500 Hz. Thì biến tần này cũng có một cái màn hình điều khiển có thể tháo rời ra, chúng ta có thể dễ dàng, nhờ có màn hình này chúng ta có thể dễ dàng xét cài đặt các thông số của biến tần thông qua các bàn phím ở trên phía trên đây, cũng như là chúng ta có thể điều khiển chạy on off hoặc là tốc độ trên bàn phím. Phút dưới đây chúng ta sẽ thấy được là cái các terminal điện áp ngõ vào input và cái điện áp ngõ ra output cho động cơ. Thì còn có terminal ngoài cấp nguồn thì cũng như output đó, thì nó còn có cái chân là để kết nối qua điện trở xã. Thì hôm trước tôi có giới thiệu video về cái bộ tracking unit của hãng Turen. Thì bộ đó nó có khi nó dành cho những cái động cơ có công suất lớn trên 100 kW, từ 100 kW trở lên. Thì đối với các biến tần mà có công suất lớn từ 100 kW trở lên thì nó không có tích hợp sẵn cái chức năng tracking unit trong biến tần. Nhưng mà biến tần này với công suất là 22 kW thì nó đã tích hợp sẵn cái chức năng là tracking unit tự động, nó sẽ xả cái điện áp ngược từ motor từ tải tái sinh, hạ tái sinh, nó sẽ chuyển qua cái đóng qua cái điện trở xả, cái điện trở xả chuyển từ điện năng sang nhiệt năng để triệt tiêu cái dòng điện đó và để bảo vệ cho biến tần. Thì nó đã tích hợp sẵn ở trong bộ này nên ta chỉ cần đấu vào điện trở xả là có thể có được chức năng xả. Thì ngoài ra nó còn có các chân về điều khiển tín hiệu input output, có thể là các cái tín hiệu số cũng như là analog 0-10V 424-20mA vân vân, các chức năng xu. Ngoài ra nó biến tần này còn có ngõ vào là nhận về encoder qua cái DB15 chân, và nó cũng có giao tiếp là RS485 để giao tiếp với các phần mềm cũng như là giao tiếp với các BLC hay là các thiết bị điều khiển. Thì một biến tần thì có cấu tạo, hầu như các biến tần thì nó có cấu tạo giống nhau. Thì như trên bảng đây tôi có vẽ sơ qua về sơ đồ cấu tạo chính của một biến tần. Thì một biến tần khi mà nhận điện áp 3 pha đầu vào của một V1 VS1, nó sẽ qua cái bộ là bộ chỉnh lưu. Chỉnh lưu này là chỉnh lưu cầu 6 pha. Chỉnh lưu cầu 6 pha này qua các 6 diode này nó sẽ có được điện áp một chiều, nhưng mà điện áp một chiều này nó chưa được phẳng thì nó phải qua một cái tụ lọc, bộ lọc đây, tụ lọc C này là lọc chính của biến tần. Chúng ta đều thấy cái tụ lọc này rất là lớn ở bên trong. Thì sau khi mà qua bộ lọc rồi thì tín hiệu điện áp một chiều nó sẽ hầu như là thẳng và ổn định, thì nó sẽ qua được cái bộ là cái bộ hình lương. Thì bộ hình lương này có nhiệm vụ là chuyển từ cái điện áp một chiều sau bộ lọc ra thành điện áp xoay chiều 3 pha. Nhưng mà với cái tần số thay đổi thì chúng ta biết là động cơ là có rất nhiều phương pháp để thay đổi tần số, để thay đổi thì động cơ có rất nhiều phương pháp để thay đổi cái tốc độ cho động cơ 3 pha, nhưng mà thay đổi tần số là một phương pháp tối ưu nhất và có thể thay đổi được hầu như các giá trị tốc độ, thay đổi được hầu như là cái các tốc độ của chúng ta mong muốn. Thì sau khi qua các cái bộ bình dương này thì chúng ta sẽ có được cái điện áp 3 pha mà tần số sẽ thay đổi được để mà xuất cho động cơ, và động cơ này output của 2V2V2 ra động cơ để có thể thay đổi tốc độ của động cơ. Thì để mà nó tạo được một cái điện áp
xoay chiều mà có tần số theo được là nhờ cái bộ, nhờ cái xung BFM này trong hồ điều khiển này, trong cái phòng vi xử lý nó sẽ xúc xung điều khiển đóng mở các cái IGBT này. IGBT này tổng cộng là có 6 IGBT và nó sẽ mỗi lần như vậy nó sẽ mỗi thời điểm nó sẽ cho đóng 2 IGBT để có thể là nhận điện áp, và cứ 6 IGBT nó sẽ được là 3 cái cặp liên tiếp nhau để tạo ra cái dòng điện xoay chiều 3 pha. Ai hiểu được thì các IGBT này nó đều có các con diode này có tác dụng là để bảo vệ IGBT. Vì khi mà động cơ hãm thắng thì nó sẽ sinh ra một cái điện áp ngược nó sẽ chạy về lại biến tầm, thì nhờ có diode này thì nó sẽ dẫn điện áp chạy về cái điện chiếu sáng. Chúng ta thấy điện chiếu sáng đây hoặc là tiếp vào ở đây thì nó chạy về điện chiếu sáng này, thì khi mà hãm thì nó sẽ ngắt cái tiết điểm này ra, nó sẽ cho cái điện áp tái sinh này qua cái điện chiếu xạ, thì điện chiếu xạ này nó sẽ triệt tiêu được cái dòng điện này và nó sẽ bảo vệ được biến tầm, bảo vệ được các cái tủ như là các IGBT. Thì ta biết là điều khiển động cơ thì có nhiều phương pháp để điều khiển tốc độ động cơ, nhưng mà phương pháp điều khiển động cơ bằng thay đổi tần số là tối ưu nhất. Thì biến tầm nó đã áp dụng được cái nguyên lý này để mà nó điều khiển thay đổi tốc độ cho động cơ. Thì hầu như các biến tầm nào nó cũng có cái nguyên lý cấu tạo giống nhau, nhưng mà về hãm tần suất cũng như linh kiện chất lượng của nó thì tùy vào vực của hãm. Thì GE là một hãng tập đoàn lớn của Mỹ và có uy tín rất là lớn. Vì thế GE là hàng khi mà chúng ta dùng chúng ta rất là yên tâm. Thì ngoài GE đây thì Ino còn phân phối một biến tầm tốt nữa để xuất xứ cho ông, đó là biến tầm của hãng Chery. Thì để được tư vấn cũng như là hỗ trợ kỹ thuật và có giá tốt về các sản phẩm về biến tầm thì xin vui lòng liên hệ đến công ty Ino. Xin chào.